Xin chào quý vị các bạn nhé. Nội dung video hôm nay mình sẽ chia sẻ đó là xử lý thế nào khi trẻ sơ sinh bị ngặt mũi có đờm. Thời điểm giao mùa này rất khiến trẻ sơ sinh bị ngặt mũi có đờm. Bé rất dễ ho, cảm sổ mũi, nghẹt mũi, khò khè khiến các bé cảm thấy khó chịu và hay quấy khóc và thậm chí là bỏ ăn. Vậy nghẹt mũi ở trẻ sơ sinh là gì? Nghẹt mũi là tình trạng khoang mũi bị tắc nghẽn do dịch nhầy ngăn bít, làm hẹp đường di chuyển của không khí, khiến cho việc hít thở trở nên khó khăn. Tình trạng này thường khiến trẻ cảm thấy khó chịu do trẻ chưa học cách được thở bằng miệng. Nghẹt mũi không làm con chảy nước mũi mà như những trẻ thường gặp rắc rối khi ngủ và khi ăn uống. Lâu dần nước mũi chảy xuống họng sẽ làm cho viêm họng và có đờm. Do bé còn quá nhỏ nên không biết khạc đờm ra ngoài, dẫn đến tình trạng ho khan, nôn chớ và viêm họng. Vậy nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh bị ngạt mũi có đờm là do đâu? Khoang mũi của trẻ sơ sinh rất nhỏ, rất dễ bị nghẹt mũi. Tình trạng dịch nhầy tích tụ quá nhiều, lấp đầy các mạch máu và mô trong khoang mũi gây nên tình trạng nghẹt mũi. Hầu hết trẻ sơ sinh bị nghẹt mũi là do nhiễm cảm lạnh. Ngoài ra, trẻ cũng có thể bị ngạt mũi do một số nguyên nhân khác như sau. Do cúm, do dị ứng với loại mùi hoặc một món thức ăn nào đó, do dị ứng với phấn hoa, do không khí quá khô, do thời tiết hoặc trẻ nằm điều hòa liên tục trong thời gian dài, do trẻ tiếp xúc khói bụi, khói thuốc hoặc nước hoa. Và cách xử lý thế nào khi trẻ bị nghẹt mũi có đờm? Thứ nhất, nhỏ nước muối natri 0,9% và nước muối biển. Khi bé bị nghẹt mũi, các mẹ hãy nhỏ cho bé từ 4 đến 5 lần, mỗi lần từ 2 đến 3 giọt. Kết hợp với nhỏ nước muối trong mũi của bé, mẹ hãy massage nhẹ nhàng hai bên cánh mũi cho trẻ dễ thông mũi hơn. Bình thường, để phòng tránh cho bé, mẹ cũng nên duy trì thói quen vệ sinh mũi hàng ngày cho bé bằng nước muối sinh lý. 2. Dùng tinh dầu bạc hà, tinh dầu tràm. Bố mẹ có thể sử dụng tinh dầu bạc hà và tinh dầu tràm để bé dễ cảm thấy dễ chịu hơn khi nghẹt mũi. Chỉ cần nhỏ vài giọt dầu vào giường, chăn, gối hay quần áo của trẻ để có hiệu quả. Tuy vậy, các mẹ không nên quá lạm dụng vì quá nhiều tinh dầu có thể khiến bé trẻ bị bỏng. 3. Dùng ống hút mũi. Các mẹ nên lựa chọn loại kích cỡ vừa với lỗ mũi của bé, đặt bé nằm ngửa, bóp bóng để đẩy hết không khí ra bên trong ra ngoài. Nhẹ nhàng đặt đầu ống hút vào trong lỗ mũi, chúng ta không nên đẩy quá sâu vào lỗ mũi của bé. Thả bóng để hút nước mũi vào phần ống. Lấy ống ra và bóp lại để xả nước mũi ra khăn. Làm lại với lỗ mũi bên còn lại. Và cái dụng cụ hút mũi này hiện nay thì có bán phổ biến ở tất cả các cái cửa hàng mẹ và bé rất là nhiều. 4. Tắm hơi. Tắm hơi có nghĩa là xông hơi á. Thì các mẹ không nên cho bé trực tiếp vào nước. Cha mẹ nên đặt bé vào phòng tắm và bật vòi hoa sen để cái hơi nước nó bốc lên á. Và ngồi trong cái phòng tắm thôi, chúng ta không nên ngồi trong nước nhé. Khi bé thở trong hơi nước nóng thì điều này sẽ làm thoát đờm trong ngực bé, giúp bé rửa sạch đường mũi của mình. 5. Vỗ nhẹ lên lưng trẻ. Hành động vỗ một cách nhẹ nhàng lưng trẻ khiến cho chất nhầy trong ngực trẻ giảm bớt. Bạn có thể đặt con nằm trên đùi hoặc vỗ hoặc massage nhẹ nhàng vào lưng của bé. 6. Chạy máy làm ẩm không khí. Thời tiết khô hanh vào các tháng mùa đông, do dùng máy sưởi càng làm khô không khí và gây khô mũi, đóng vỉ và làm nghẹt mũi của bé. Để máy làm ẩm không khí chạy trong lúc bé ngủ có thể giúp phòng ngừa và giảm nghẹt mũi cho bé. 7. Kê gối cao và dây cánh mũi cho trẻ khi ngủ. Đây là cách xưa nay các mẹ hay dùng và tuy đơn giản nhưng rất hiệu quả, bởi nếu để gối của trẻ thấp như ngày thường, bé sẽ gặp tình trạng là khó thở. Đồng thời khi bé ngủ, mẹ hãy massage cho trẻ bằng cách dùng ngón tay cái và ngón trỏ, hoặc dùng hai ngón trỏ vuốt nhẹ nhàng hai bên sống mũi. Mẹ thực hiện việc massage mũi nhiều lần cho trẻ giúp trẻ dễ thở hơn.
Và sau đây mình sẽ chia sẻ một số chú ý về chế độ dinh dưỡng của bé. Khi bé nghẹt mũi thì thường phải thở bằng miệng nên có thể làm cho bé bị mất nước. Cha mẹ hãy đảm bảo cho bé uống nhiều nước lọc này, nước ép trái cây hoặc các loại nước súp ngăn ngừa tình trạng mất nước ở bé. Những lưu ý khác khi trẻ sơ sinh bị nghẹt mũi co đờm. Nếu chưa có chỉ định của bác sĩ, mẹ không tự ý dùng thuốc co mạch hoặc kháng sinh cho trẻ, bởi dùng sai thuốc bệnh sẽ không khỏi mà còn gây ra biến chứng nghiêm trọng. Không dùng miệng để hút chất nhầy từ mũi của trẻ. Việc này chỉ làm vi khuẩn lây từ miệng người lớn sang cho trẻ nhỏ, ngoài ra còn tác động lên sụn mũi vốn rất yếu mềm của trẻ. Như vậy, trong thời tiết chuyển mùa, trẻ sơ sinh bị ngạt mũi có đờm, mẹ cần lưu ý cho con bú nhiều hơn, giữ gìn môi trường trong sạch, tránh cho bé tiếp xúc với người bị cảm cúm. Trên đây là mình chia sẻ một số lưu ý khi trẻ sơ sinh bị ngạt mũi. Cảm ơn các mẹ đã lắng nghe video. Các mẹ nhớ ấn like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các cái video tiếp theo.